Rồi, sáng nay mình tiếp tục video mình giao lưu cho các bạn một cái cá mai dầu hương rin. Thì cây này nó có dáng trực lùng lực. Cây nó có chiều cao là 8 tấc, độ rộng là 70. Quanh cây rơ tầm 17-18. Cây có một dàn chân đế rễ nôm cao, rất là đẹp, rất là khủng luôn. Cây rin nha, già, cuồng cây nó đẹp, nó lùng gúc cây. Vườn mai mình bây giờ mình đã được lé hết rồi. Đây cái dàn nụ này, các đầu chia đầu cành, dòng dao này là thì nó form hoa nó rất là đẹp, hoa thơm, hoa thơm nhị bung xè cánh dây. Màu vàng tươi. Đây mình quay từ xe mình lấy hết form tông thơ của cây cho mọi người xem nha. Thì cây này mình báo giá nhanh luôn, giá 4 triệu, giá tại vườn không bao ship nha anh em. Anh em nào thích cây này liên hệ mình, cây rin. Giao hương rin hoa đẹp. Gốc đó rất là tuyệt vời luôn. Đây, quay phần gốc đó bên trên cho mọi người xem này. Rất là bự cho hai đồng. Một cái chân rễ nó hầu như ngón chân cái. Rất là lớn. Thanh lý giá rẻ cho anh em dễ mua chơi. Rồi, 4 triệu cây mai giao hương rin nha anh em.